Ngày hôm qua, Tokyo đã kêu gọi Bắc Kinh lập tức khởi động đường dây nóng an ninh hàng hải giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Động thái này được đưa ra 2 ngày sau vụ chiến đấu cơ của hai quốc gia này bay sát nhau trên khu vực có tranh chấp ở Biển Hoa Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nói với báo giới rằng chính phủ Nhật Bản và Trung Quốc đang tiến rất gần tới thỏa thuận về chi tiết của cơ chế liên lạc như vậy. Theo ông, đường dây nóng có thể hoạt động ngay sau khi chính phủ hai nước đồng ý. Phát biểu hôm 12 tháng 6, đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản lạc quan trước khả năng đường dây nóng sẽ đi vào hoạt động. Gần đây, giữa Nhật Bản và Trung Quốc thường xuyên xảy ra các sự cố áp sát máy bay. Sau khi Trung Quốc đơn phương thiết lập vùng nhận diện phòng không ở Biển Hoa Đông, bao trùm cả quần đảo tranh chấp Điếu Ngư hay Senkaku theo cách gọi của Nhật Bản vào tháng 11 năm ngoái. He says.